Chào buổi sáng cả nhà mình nha. Quay lại sáng sớm ha. Anh thấy cái mặt bông cái cây này thì nở được vài bông này cả nhà. Thấy cái bông quá là đẹp. Thì để em quay lên cho cả nhà mình xem ha. Đây, coi cái mặt bông này cả nhà. Sáng nở rất là bự ha. Cái bông này rất là to nha cả nhà. Để em thấy. Đây, cả nhà thấy anh để đây. Để bốn ngón tay. Cây này khoảng 6 phân trở lên ha, cái bông này nè. Để coi bao nhiêu cánh nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 cánh nè. Bông này chuẩn 12 cánh đó cả nhà. Còn đi quay qua bên kia có hai cái bông lớn nữa ha. Đó thì những cây thủ đức già mùa đó thì thường cho những cái bông ra nhìn thấy nó rất là chuẩn ha. Đây được hai cái bông lớn nữa cả nhà. Đây mặt bông này cũng lớn nữa ha cả nhà. Đó, còn đây một cái nữa đây. Sáng này nó nở được 3 cái ha. Đây, cả nhà thấy không? Để 4 ngón tay vô đây ha. Phải 6 phân trở lên ha, 6 7 phân trở lên. Em bứt vô, em bỏ vô cái ly thử coi nó chạng nào ha cả nhà. Đó thì hồi tối em có xịt thuốc sâu rồi ha cả nhà. Xịt thuốc sâu một đợt rồi. Cái này đó buổi sáng ra thì thấy nó phực ra rất là tốt đây. Thì thuốc sâu hồi tối em có cộng thêm một ít Google nữa ha. Em xin lỗi, một ít Wan nữa cả nhà. Một ít Wan thôi. Khoảng 3-4cc cho cái bình 16 lít bình đó cả nhà. Đó. Thì để pha loãng để mình xịt cho nó dưỡng luôn cái lá mình ha. Dưỡng nó cho nó xanh, màu xanh cái lá. Đó, cái màu Wan này cả nhà thấy không? Có nó nổi gần xanh xanh ở trong rồi đây. Đó. Đó, nó dính nó nổi lên nè. Nó làm xanh lá mình thôi. Còn chủ yếu là cái anwin nó mới dày ha. Còn cái Wan này thì nó không có dày đâu, nhưng mà chủ yếu nó cho nó xanh. Đây cái màu xanh Wan nó còn động lại đây cả nhà. Thấy ha. Đó thì thuốc sâu thì cộng với Wan ha. Đó, nên mình xịt để dưỡng luôn cho cái những cái đọt nó ra sẽ đều ha. Đây, bây giờ nó phúng ra này, cả nhà mình thấy không? Phúng trượt ra đều hết ha. Cây này thì độ khoảng 10 ngày nữa là nó ôm tùm ha, nó sẽ già cơi. Mọi người thấy hôm qua thì nó khác, mà tối xịt sáng lại thì nó lại khác xa ha. Đó, mỗi ngày nó lú cái trượt này ra, lá càng ngày càng lớn thì nó sẽ mau rập lắm ha cả nhà. Thì cái cây này được kính ngang thì em độ khoảng chắc cũng khoảng 2 mét đó cả nhà. Gần 2 mét ha. Sải tay của em thì nó dài hơn sải tay của em nha. Thì sẵn buổi chiều đây ha. Hồi sáng thì không có quay hết được video cho cả nhà mình. Thì chiều nay thì em sẵn em tưới dưỡng á. Tưới dưỡng mấy cây phôi hôm trước em vào chậu đó cả nhà. Thì hôm nay sẵn tưới dưỡng với mình tưới Rizumingon nè. Đó thì em cộng vô sẵn đây em pha cho cả nhà mình luôn ha. Xem qua thì bịch Rizumin này có thể 7-80 lít nước gì cũng được hết cả nhà. Đó thì mình tưới mình ước lượng thôi, ước lượng mình chia ra mình tưới thôi. 50-60 lít cũng được. Thì đối với những cái cây nào thí dụ như nó bị vàng lá đó cả nhà, vàng lá những cái cây mình nuôi mà có số cây nó bị dư nước, nó thối rễ đó, vàng lá thì mình pha nhiều một tí. Có thể bịch này mình pha khoảng 50 lít nước cũng được ha. Đó, thì để chia ra tưới nhiều thì để cho nó ngăn ngừa cái thối cổ rễ thì rất là hay ha. Nó thì bịch một bịch Rizumin là mình chia ra rồi ha, khoảng 60-70 lít nước. Còn Rodo đây thì mình sẽ pha là hai bịch cho một bịch này được 10 lít nước này. Đó thì sẵn dịp đây em tưới ha. Thì em quay ra cả nhà mình qua luôn. Thì đối với Rizumin này mình tưới những cái cây phôi đó. Thôi thì hôm nay em vô cũng được 2-3 ngày ha. Số cây thì em vô cũng được 2-3 ngày rồi. Thì nó cũng đã khô ráo. Thì hôm nay giữ nước ha. Giữ nước khô ráo rồi. Thì bây giờ mình sẽ pha tưới thôi. Tưới thiệt đậm ha. Còn qua anh đây thì mình sẽ sử dụng khoảng 5cc thôi. 5cc cho 20 lít nước ha.
đó thì mình động pha thêm thôi, lực lượng mình ha, khoảng 5cc dính quá trời đó. Rô mình xé ra hai bịch nha cả nhà, để một mình làm thì không có quay, có gì thì cô chú anh chị mình thông cảm ha. Đó, rô xúc bịch luôn ha, tại vì trong đây nó còn dính nè. Thì nhiều khi em tưới pha đó gấp quá thì không có quay trực tiếp cho cả nhà mình xem thì những cái gì em nói là bằng lý thuyết cũng như là thực hành của em nha cả nhà. Đó, thì để cho cô chú anh chị mình, những người mới tập chơi ha, chơi thì nhiều khi mình không có biết cách mình nuôi trồng đó. Cái đầu tiên này thì đối với những cái phôi thì mình sẽ tạo cho nó cái bộ rễ thì nguyên nghiêm cộng vô để cho nó ngừa thối cổ rễ luôn, nó xì mũ cái này kia đó cả nhà, nguyên nghiêm rất là hay ha. Rồi hôm nay sẽ việc em sẽ pha tưới luôn, thương cho cô chú anh chị mình xem qua, để lâu quá thì không có quay được cho cả nhà mình xem cái cách tưới dưỡng ha. Tưới đây rồi thì mình sẽ cưa tưới cái cây tưới quý đó ha. Cây tưới quý hôm trước em có thầy chậu cho thầy chậu đó, thì giờ mình tưới luôn, tưới từ từ ha. Những cái chỗ nào mà nó khó rút thì mình sẽ tưới từ từ thôi để cho nó thấm hút đều luôn đó, nhất là trong cục nhân ha. Cục nhân lúc nào nó cũng chừa cục đất đó, nhiều khi nó tưới nó sẽ không có ngấm vô được liền, thì mình tưới từ từ như vậy nó mới thấm vô được cục nhân nha cả nhà. Thì đối với những cái cây này em tưới rất là đậm ha. Cây này nè em vào chậu 6 nè, tưới có thể khoảng 10 lít nước luôn đó cả nhà. Tưới cho nó, tại vì hôm nay nó rất là khô rồi, giờ mình tưới vô thì cái cây mình, cái bộ rễ nó sẽ ngấm được cái loại dưỡng này vô ha, ngấm được vô trong cái bộ rễ luôn, thì nó sẽ bám vào cái bộ rễ thì nó sẽ mau ra rễ nha. Tưới cho đều, tối tưới đều như vậy thì nó thấm xuống tới dưới đáy luôn á. Tưới thì những cây này em tưới 10 lít nước thì nó xì dưới đáy chậu luôn rồi. Tưới xong thì qua ngày sau ha, qua ngày sau đó mình sẽ xả thiệt là nhiều nước đi, xả cho nó đậm đó, nó đậm để cho cái cây mình nó thông cái bầu luôn, nó không bị nghẽn, nó không bị nấm nữa. Nếu mình tưới nó không đủ nước thì nó dễ bị nấm ha, nên mình tưới cho thiệt nhiều nước và tưới qua tưới lại. Những cái cây cũng như những cái cây mình chơi Tết cũng vậy ha nha. Có những chỗ nhiều khi rễ cám nó ra nó ăn bó bầu phân đó, bó bầu phân mà mình tưới mình sơ ý đó, mình tưới nó dạt ra ngoài không, nó không có thấm được ở trong cái chỗ những cái rễ nó rễ nhiều đó, thì cái cây mình nó sẽ bị mất nước ha. Như với bộ chỗ đó thì nó không có phân, nó không có hút vô được những cái chỗ mà nó bị ăn bó bầu đó. Rễ nó thường thường nó chỗ đó nó cứng lắm, mình tưới từ từ nó mới thấm hút vô được. Tưới một cây rất là lâu nè, cho nó đều hết luôn. Mặt này bộ đế khéo ha nha. Thì hôm trước rễ nó rất là dài, em cũng thâu lại rồi, thâu lại để mình bóp chậu ha. Chứ đối với những cây ghép á, thì mình bóp chậu càng nhỏ càng tốt. Còn nếu mình để mình tiếc quá, nhiều khi mình cắt rễ nhiều quá mình tiếc hay mình sợ nó si hay nó yếu, không phải ha. Mình sẽ cắt rễ mình thâu như vậy thì những cái rễ trước tiên là bộ rễ nó đẹp nè, thứ hai nữa thì nó sẽ đôn lại, nó dồn lực để nó ra những cái rễ cám mới đó. Rồi sau này những cọng rễ mình nó mau lớn ha. Còn nếu để dài ra nữa thì nó nuôi ra ngoài nhiều hơn, thì bộ rễ nó không có gom gọn lại đâu cả nhà. Nên mình tạo cái bộ rễ đầu tiên thì như vậy thì nó sẽ đẹp hơn ha. Đây, tưới cây này luôn ha. Tưới cây em trước em vào chậu đây. Cây này thì nó nằm trong chậu nuôi
hôm nay cũng khá lâu rồi ha, thì tại vì ghép bạch mai và 150 đó nên em cắt phôi lại luôn để mình ghép ha, ghép cái giống mai nào mình thích thì mình sẽ ghép luôn. Từ từ ha, cây này bù rễ cám rất là nhiều ha, thì hai ngày nay nó cũng khô ráo bầu rồi, tưới cho nó xì dưới đáy chậu luôn. Chép vòng luôn ha, chỗ nào là chép vòng thành chậu luôn, mình tưới cho nó đủ hết rồi, chỗ nào không có thiếu chỗ nào hết á. Đó, hay một thùng 20 lít này em tưới chỉ có được cái hai cây ha, hai cây thôi cả nhà, tưới đậm như vậy một lần thì 10 ngày sau mình mới tưới nữa. Mà có những cây này thì cách khoảng 10 ngày mình tưới một lần ha. Xì dưới đáy luôn nha cả nhà, xì dưới đáy chậu luôn. Rồi thì hôm nay cũng quay cho chia sẻ cái cách tưới dưỡng và cộng diumin cho những cái số cây phôi của mình nha cả nhà. Thì tưới như vậy thì khi mình tưới xong 10 ngày sau mình có thể tưới một lần nữa đó, thì để cho cái cây mình nó khô ráo, thì lúc khô ráo thì mình tưới dưỡng vô thì nó sẽ tốt hơn. Và những cái cây đi chợ cũng vậy ha, những cây mình chơi bông Tết cũng vậy, thì canh được ráo thì mình tưới vô lúc nào cũng nó sẽ hút nhanh hơn, như khi mà mưa nhiều hoặc là mình mới tưới ha. Đó thì để cho cái cây tốt. Rồi khi mình nó lên được mình cũng vẫn tưới cái liều lượng như vậy luôn nha cả nhà. Rồi lúc mình trước khi ghép thì mình phải bỏ khoảng 8 đến 10 ngày cho cái cây mình nó hút được cái dưỡng chất lên hết đi, cho nó không bị ứ động những cái loại dưỡng ở trong đây thì mình ghép nó sẽ tốt hơn á. Rồi thì cảm ơn cả nhà ha, cảm ơn cô chú anh chị mình đã bỏ thời gian qua xem qua clip của em. Dạ em xin mến chào ạ.